Yo, what's up? Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trò xếp hình của quý vị. Và trước khi vào video thì em sẽ gọi là nói với quý vị một số chuyện, đó chính là quý vị biết cái thanh niên này không? Đây là người gọi là phá đảo cái tựa game gọi là huyền thoại xếp hình nha quý vị đó. Và trước khi mà làm video này thì kiểu như là em cũng có đi tìm hiểu chút đỉnh đó quý vị. Và em lên cái video gọi là của game cực hay á, em xem. Lần đầu tiên xem cái video đó kiểu như để tìm hiểu thì em nghe xong em không hiểu mẹ chứ không có gì hết thiệt, em không hiểu mẹ gì luôn. Thế nói chung là trong đó có nói là cha đẻ của cái tựa game đó là ai 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 rồi sao sao ABCD rồi quá trình nó được phát triển nó gây sốt như thế nào ABC. Nhưng mà có một cái chi tiết em để ý chính là cái số điểm mà thanh niên mà đó gọi là đạt được ở trong cái tựa game đó là lúc đó là 999.999 điểm, là em tưởng đâu là ủa rõ ràng là 999.999 điểm là phải phá đảo, mà tại sao nó vẫn cái game nó vẫn hoạt động là như thứ thứ quái nào quá hiu nữa. Và thế là lúc nãy em mới gọi là đi gọi là xem lại thêm một lần nữa để em hiểu, rồi em biết được rằng đó là thật ra thì cái game đó nó kiểu như là nó sao thì quý vị cái việc tìm hiểu, kiếm cái video đó mà xem nha. Và thêm một điều nữa là đó là em xem cái video đó thì cái video đó nói rằng là ở cái game này có level kiểu có level đó hả, nó phát nói chung là mới xem lúc nãy vậy, mới xem lúc nãy thì bắt đầu gọi là hiểu rõ được chút đỉnh này đó. Và ngày hôm nay thì em sẽ gọi là thử gọi là đạt được cái con số đó là 999.999 điểm trong cái tựa game này nha quý vị đó. Chung là phá đảo thì em cũng không biết làm sao để phá đảo được con game này, xem video đó gọi là giải thích xong em cũng không biết là cái game nó làm như thế nào để phá đảo được. Nhưng mà có một thứ gọi là em nghĩ là em có thể làm được, đó chính là đạt được con số đó là 999.999 điểm trong cái con game này nha quý vị. Và cái game em đang chơi đó chính là cái tựa game không phải bản gốc nha quý vị, cái này là bản fake nha, bản pha ke đó. Nhưng mà cái điều là cũng chất lượng quý vị, nói chung là nó cũng ổn, chất lượng đó, chứ không phải gọi là đùa giỡn đâu. Rồi ok, từ nãy giờ có nói cũng nhiều lắm, 2 giờ thì bắt đầu vô thôi. Và em đang chơi trên giả lập nha quý vị. Chết, khoan, để mở tiếng phát tắt tiếng chừng. Rồi ok nha. Đấy, chúng ta sẽ là xếp nhân viên gạch đầu tiên. Chị mới đầu được giành điểm đây nha. Và cái game này thì em cũng nói gọi là thử tải trên điện thoại nha quý vị, thử tải về trên điện thoại rồi chơi thử luôn. Thì cái số điểm tối đa mà em đạt được đó chính là 49.000 mấy trăm điểm nha quý vị, chung là gần 50.000 điểm nha. Và quý vị thông cảm một điều đó là từ nãy giờ là xe, nhà em gọi là xe chạy ngang hơi nhiều cho nên là có thể nó hơi bị ồn á, quý vị thông cảm giùm nha. Và thêm cái nữa lâu quá em cũng không làm video cho nên giờ kiểu như là tấu hài không có nổi quý vị ơi, cái máu tấu hài nó bị pha nhạt rồi. Ok, được 1.400 điểm rồi. Hay quá. Ê, chết mẹ trời. Tại sao lại cái gì chỗ đó? Tầm bậy coi. Mấy à kia trời. Chơi gì chân là thấy hơi mệt rồi đó nha. Ủa sao cao quá vậy? Ủa sao cao quá vậy? Ôi trời. Không được, không được, không được rồi. Chết. Khắc phục liền mới được. Hay quá, hay trời ơi, hay quá. Quý vị có thấy gì chưa? Quý vị có thấy gì chưa? Được 6.000 là 400 điểm đấy quý vị. Trời, game là dễ không? Mà thường thường hay mỗi lần mở miệng ra nói cái câu kiểu đó dễ bị nghiệp lắm mà. Mà tôi nghi lắm. Bị nhiều lần lắm mày. Nhưng mà hiện tại bây giờ là nói chung là đang rất là ổn thỏa quý vị, không có gì gọi là khó khăn hết. Và hy vọng là em có thể gọi là đạt được cái con số đó là 999.999 điểm nha quý vị. Lúc mà chơi trên điện thoại số điểm tối đa mà em đạt được chính là hình như là 49.000 điểm, hình như là có 50.000 hay không em cũng nhớ, nên nói chung là 49 điểm, gần 50.000. One minute later. Ok thì quý vị ơi, chơi như vậy thì nó cũng hơi chán ha, cho nên là bây giờ em coi kiểu như là em sẽ nói chuyện chơi với quý vị luôn, ta tám chuyện chơi luôn nha quý vị. Bây giờ mình tám vụ mà cái game này em mới thì gọi là xem cái video của game cực hay lúc nãy đi, theo như gọi là những thông tin mà em biết được từ trên trên cái kênh mà game cực hay đó, thì cái game này á, nếu như mà muốn phá đảo đó thì chúng ta sẽ phải chơi tới level đó là cái game này, cái game bản gốc này, trong cái game này, cái game bản pha ke này nha. Bản gốc thì chúng ta sẽ phải chơi tới level 255. 255 thì lúc đó game nó sẽ reset lại level số 0 đó, lúc đó coi như là có thể gọi là
chính thức có thể coi như là mình đã phá đảo game rồi đó. Là kiểu như là 255 kiểu như level max tối đa của nó rồi. Sau khi mình chơi tới đó mà nó reset lại level 0 coi như là mình đã thắng rồi. Đó kiểu vậy. Nhưng mà còn có cái trường hợp đó là cái gì mà còn bị crash game, người ta lừa gì hết trơn á, theo như em nghe không lầm nha. Thì nói rằng là có mấy cái người mà kiểu như là người ta tính toán các kiểu là để gì, nói rằng là cái game đó nếu như mà chơi tới một cái level 155 đó, thì chơi tới đó xong á và mình sắp xếp cái khối hình này nè mà theo như cái số lượng hàng nha, kiểu như là đầy đủ, kiểu như là mất tiêu một cái số lượng hàng nhất định đó, thì ở lúc đó game nó sẽ bị crash, rồi lúc đó coi như là mình sẽ gọi phá đảo luôn. Thì em cứ nghe tới đó thì em nghĩ ok, hiểu rồi. Nhưng mà tới lúc đó cái ông game cực hạn bẻ cười thêm cái nữa là nhưng một level 155 có phải là level là cao nhất của game này hơn 255 mới là level cao nhất. Và sau khi mà phá đảo 255 chúng ta quay lại level đầu, lúc đó chúng ta sẽ chính thức phá đảo game. Trời má, ý có nghĩa là cái ông nội mà cái thanh niên mà phá đảo cái tựa game này lần đầu tiên trên thế giới là chưa phá đảo được luôn hả? Có nghĩa là thanh niên nó kiểu như là mới kiểu như là phá đảo một cái gì, cái phần bề nổi của cái game này thôi chứ phải phá đảo phần bề kìm hả? Nó căng lên trời, mà tôi không ngờ luôn á, tôi không ngờ một cái game kiểu như là hồi Slug Slug mà một trong những cái game mà tôi từng chơi mà nó lại thuộc dạng mà ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới như thế luôn mà không ngờ luôn. Ok thì tám chuyện với quý vị vậy thôi, bây giờ tiếp tục đây. Ê trời ơi, cái gì vậy, một cái điều nó bắt đầu tới đó rồi, bé nghiệp rồi, nghiệp rồi, game là dễ quá, nghiệp rồi, thấy bà rồi, không được rồi. Ê, thôi, chạy đây, hay, hay quá, nghe đây, ê, chạy luôn, qua đây, ê, ê, chạy rồi, trời má, rồi xong, mới thua rồi, 18.600 điểm. Gần bằng 1/2 của cái 49.000 mấy trăm điểm. Ấy trời ơi, cái gì vậy? Mẹ ngu quá. A few moments later. 10.000 điểm. Và tôi đang bị dính vô thế bí. Thấy mẹ rồi. Hên quá. Còn cứu được, không sao đâu. Ui, hay quá. Đây. Chỗ này, đúng rồi. Không nên quá hoảng loạn quá vậy. Hoảng loạn dễ thua lắm. Đó. Ui, trời ơi, mẹ cái gì vậy? Ui, trời bấm lố quá. Ê, rồi, xong rồi, chết mẹ. Rồi xong. Oh shit, trời 12.000 điểm quá. Mẹ của bộ hôm nay sẽ là một ngày dài đây. À, đào tài quá. Trời ơi, công nhận bấm phím đúng khó luôn á. Rồi mới quay được có 23 phút thôi mà cảm giác như là mấy năm trôi qua. Trời, công nhận thì chứ chơi cái game này nó không có cái gì hết, nó chán dễ sợ luôn. A few moments later. Ây trời ơi, bấm lòng. Trời ơi, quên đổi cái đó cho nó ra cái hình ấy đi. Nó người bấm xuống mất tiêu rồi. Nó thề luôn, bên đây sao mà xe chạy ngang nhiều dữ trời. Trời ơi, lâu ngày tôi làm YouTube tôi quay lại, tôi quay video thôi mà làm gì mà cho tôi cái video một đống tập âm luôn vậy. Chưa gì hết trơn ha, cho anh ta nguyên cái đâu video một đống tập âm luôn à. Yeah, cái gì thấy gì chưa? 21.000 điểm rồi, 21.000 điểm rồi, cái gì? Đỉnh quá, trời, từ nãy giờ em kém chút bà luôn. Ôi, hồi nãy nó bay lên nửa màn hình đó quý vị, kém muốn chết luôn, nó mới xuống được tới bây giờ đó. Mà như bắt đầu nó muốn lên nó thì được phải không ta? À, không được nha, này phải ngăn chặn liền. Chúng ta không được để cho nó đẻ trứng.
Trời đất ơi, sao mà nó cho ba cái thứ quái đản gì đâu không vậy? Rồi, xong rồi, tới chuyện rồi. Tới công chuyện rồi. Ủa sĩ vừa mới nó ổn thỏa xong, giờ tới chuyện rồi. Rồi xong luôn. Trời ơi, 27.000 điểm. Vẫn không vượt qua được con số 49.000, trời má ơi. Ờ, đạo tài quá. Cố lên, chúng ta chỉ mới chơi có 3 gián thôi mà. Đúng không? Cái vừa mình chỉ chết, mình chết đâu gần có 100.000 lần đó, có gì đâu. Tại sao mình không cho cái này số môn? Quá nó trừng chị mà nó còn được á. Nó cho cái thanh dài nó sớm hơn, nghe không? Đây rồi, hay quá. Nó phải cách ra một cái đó, nó phải cách ra một cái nó mới vô được, nó ghê chứ. Trời. Trời, còn lần này còn tệ hại hơn nữa, là 13.100 trời. Quá tức vừa lờ luôn, trời. Ây, trời ơi, bắt đầu thấy mệt mỏi đó nha. Many minutes later. Lần thứ mấy được ta, lần thứ tư, thứ năm gì? 36.900 điểm, vẫn không chạm mốc được 49.000 điểm, nói gì? Ta vượt qua 49.000 điểm hả trời? Ôi, đào hết ngón tay luôn rồi. Ồ, tôi chơi từ 2 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi tới giờ, hơn 1 tiếng đồng hồ. Đâu phải không? Rồi, 1 tiếng đồng hồ này, con yêu nữa. Trời ơi, lại phải tiếp tục nữa rồi. Thôi, công nhận ngồi chơi cái game này từ nãy giờ chán ghê luôn quý vị. Ngồi một chỗ chơi đúng, chơi có đúng cái game này thôi, không có cái gì hết. Ôi, nó chán, kinh khủng luôn. Em thì không dám mở nhạc để em nghe. Mở nhạc nghe thì sợ nó dính bản quyền, cái nỗi mệt mỏi. Nhưng mà quý vị nói là cắt cái đoạn nó ra, cắt cái đoạn nhạc ra. Ví dụ như giả sử đi không, giả sử mở nhạc nghe đi. Mà đúng lúc cái đoạn mà chơi game mà gây cấn nhất lại là cái đoạn dính nhạc không? Không bỏ được, vì cái đoạn đó là gây cấn không bỏ được. Mà dính nhạc cái này thôi, bây giờ ăn cám luôn. Thì chơi cái game này hơn 1 tiếng đồng hồ, từ nãy giờ tôi không thấy có cái gì gây cấn hết. Trời ơi, chán chết luôn. Trời ơi, ai mà phá đảo được con game này, phải gọi có tình yêu mãnh liệt với nó luôn á. Tôi là tôi không có tình yêu mãnh liệt với con game này, bây giờ tôi chơi tôi thấy chán với bà rồi. Ngày hôm nay của em bắt đầu sáng tới rồi đó. Vì dòng nhờ đây anh đang chơi game mà chết luôn em ơi. Em có ăn bánh mì rồi lại uống thêm ly cà phê sữa. Trời ơi, đuổi qua đi. Mà chừng nào tôi mới được 999.999 điểm này trời. À, từ nãy giờ mà được mới có được 18.000 mấy mấy chú trời. Cái game này Hati nó không có gọi là ức chế như cái game vô mình chỉ đáp, nhưng mà cái điều hơi là nó bào mòn sinh khí của con người ta. Mà cũng không tấu hài nữa. Chơi cái game này tôi không có tấu hài như thế nào luôn thiệt. Ai à, 41.000. Thôi, 41.000. Gần 1 tiếng rưỡi rồi. Ôm vô cường thì tới chừng nào mới xong đây? Ê khoan nha, bây giờ mới để ý nha quý vị. Cái chỗ này nó có hiển thị số level đó quý vị. Ấy, level 10. Ồ, vậy là em chơi được tới level 10 quý vị. Mới để ý luôn nha. Like hàng. Em xếp gì ta? Em xếp được tổng cộng là 301 hàng rồi. Vậy có nghĩa là nếu như mà em muốn phá đảo cái tựa game mà là Tetris là phiên bản Faka này á, chắc phải đạt tới level 99. Thì 999.999 hàng, rồi 9.999 điểm quá mới phá đảo được hay sao á. Wow, nếu như thật sự là mà như vậy thì có bộ hơi căng rồi nha. Rồi ok, tiếp tục thôi vậy.
Qua mệt mỏi. One hour later. Ok quý vị ơi, thì sau gọi là gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ chơi game này thì em cảm thấy là mình cần phải luyện tập thêm cái gì ạ. Chứ kiểu này thấy nó không ổn mà, lần nào chết lần nào cũng thua ở mấy cái màn gọi là mấy chục ngàn không à. Mấy chục ngàn không lên nổi 100 ngàn điểm luôn, toàn mấy chục ngàn không. Lại thêm cái nữa là từ nãy giờ cho trời nó thiệt với quý vị chứ. Mẹ em sai chặt em cũng gọi là hai lần quý vị, máy chạy lên chợ không, chạy đi chạy về nó rất là phiền quý vị. Thật luôn, nó cực kỳ phiền luôn á. Em thấy cậu bộ hồi bữa nay ngày hôm nay là cái ngày mà cô quay video rồi là không có được ổn thỏa cho lắm. Cho nên là em nghĩ là chắc là hôm nay tới đây thôi. Có gì ngày mai chiến tiếp. Bây giờ thì em sẽ chơi nốt cái màn này. Nếu như mà cái màn này thua coi như là nghỉ luôn. Ok. Nói chung chơi tới nào cái màn này thua coi như là nghỉ luôn nha quý vị. Ok, thua luôn rồi đó nha quý vị. Rồi coi như là ngày hôm nay tới đây thôi, có gì mai chiến tiếp nha quý vị. Rồi số điểm em có được đó là 31.800 điểm nha. Kiểu này cho em phải luyện tập thêm quý vị. Lúc mà họp là em phải luyện tập chút xíu rồi. Rồi hẹn quý vị vào ngày mai nha. Ok, em đã trở lại rồi đó quý vị ơi. Và hiện tại bây giờ đang là 7:24 tối nha. Và ngày hôm nay em gần như là không luyện tập được một cái gì luôn á quý vị. Em không luyện tập được chơi cái trò này bất được một cái gì luôn á. Em mới mở lên luôn đó quý vị, mới mở lên được cách đi cỡ nửa tiếng em ta. Chắc cỡ nửa tiếng, chắc cỡ hơn nửa tiếng để mà em chơi, em luyện tập cái game này. Nhưng mà vẫn không chạm được cái mốc cao nhất mà em đã từng chạm được, đó chính là 49.700 điểm quý vị. Và thế là em nghĩ là em cần nên rồi là luyện tập nhiều hơn đó quý vị ơi. Và thế là thôi cho em nghĩ là em kết thúc video tại đây luôn đi quý vị. Thì kiểu như bây giờ nó cũng trễ rồi, 7:00 rồi. Giờ quay phim thêm nó cũng chẳng được cái gì hết, toàn là chết gì đâu mà chết xàm luôn, mà chết toàn là mở mấy cái mức độ toàn là mười mấy ngàn điểm, 20.000 điểm, 30.000 điểm, rồi gì mấy ngàn điểm mà chết ở cái chỗ mà mấy ngàn điểm là nhiều nhất luôn, thiệt luôn. Mà chơi mà nó còn lâu, nó còn chán, chỗ đủ thứ chứ. Chắc video này em kết thúc tại đây thôi quý vị. Video này chắc sẽ có phần 2 quá, chắc vậy. Video này chắc chắn sẽ có phần 2 rồi. Ok, và video này thì em sẽ gọi là kết thúc tại đây thôi quý vị ơi. Và nếu như quý vị thấy hay thì quý vị hãy gọi là bấm like, share và đăng ký giúp em nha quý vị. Và quý vị hãy cố gắng giúp em gọi là đạt được 1.000 người đăng ký để em gọi là được YouTube nó bật kiếm tiền để em có tiền ăn mua mì gói ăn nha quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào video sau nha.